Đây không phải là một nghi lễ tôn giáo, mà là tiệc cưới của chúng ta. Cô kiêu ngạo và nói với tôi rằng cô sẽ không trở lại mà. Giờ thì sao? Tại sao cô quay lại? Cậu có mất cảm giác ngay khi nhìn thấy Raga không? Có, tôi đã không tỉnh táo. Sao? Cậu đã cảm thấy như thế nào? Tôi muốn ôm cô ấy vào vòng tay. Tôi sẽ cướp Abi trở lại. Nhưng ngay cả Raga cũng không biết cô ta sẽ phải chịu đựng những gì cho đến lúc đó. Cậu vừa mới kết hôn, những bài hát cũ này không vui chút nào. Cậu ấy nói đúng đó, cần một bản hit mới sẽ rất vui đó. Dạo này cậu không nghĩ ra bài hát mới nào sao? Tôi có, nhưng nó chưa sẵn sàng. Bản phối cũng đang chờ xử lý. Hãy cho chúng tôi nghe những gì đã sẵn sàng đi, chắc chắn là hay lắm. Được rồi, đi nào. Còn bé ngu ngốc, cô ta cứ gia vào mình hết lần này đến lần khác. Kể từ khi mình gặp cô ta bên ngoài văn phòng của Bura, cứ như là mình không thể thoát khỏi cô ta. Mình chắc chắn cô ấy bị mù rồi. Mình đã quên Bura vì người phụ nữ ngu ngốc đó. Anh ấy có thể ở đây bất cứ lúc nào. Con xin lỗi thưa cô, con hy vọng đã không làm cô đau. Không có gì. Bura, em đã ở đâu vậy? Em đi ra ngoài có công việc. Điều đó có thể quan trọng hơn cuộc hôn nhân của Abi sao? Em đã bỏ lỡ nó rồi. Em biết Vitali, nhưng Abi ở đâu? Thằng bé đang ở trong phòng nhạc với bạn của mình. Bạn của nó muốn nghe bài hát mới. Ai là vợ của Abi? Cậu ấy không nói với em bất cứ điều gì về cô ấy. Em không biết sao? Nói xem, em muốn biết gì về cô ấy? Em muốn biết sự thật hay là tin đồn? Em không hiểu. Bura, thật ra vợ của Abi sành điệu hơn cả Abi. Cô ấy nhiều màu sắc hơn các bài hát của Abi. Cô ấy rất tham vọng. Em sẽ rất vui khi gặp cô ấy đó. Đi nào, để chị giới thiệu cho em. Nếu Abi kết hôn với người khác thì Tanu đang làm gì ở đây? Lẽ ra cô ấy phải tức giận chứ. Chuyện gì đã xảy ra? Raga, chị muốn giới thiệu với em một người. Đến đây. Nhìn biểu hiện của họ, chắc chắn là có một uẩn khúc gì đó ở đây. Mitali, qua đây. Ra đây nhận quà nè. Dạ rồi, con đến ngay. Raga, Bura, hãy nói chuyện nha, chị sẽ quay lại ngay. Nếu Bura tìm ra sự thật, anh ấy sẽ yêu cầu Abi giải thích mọi thứ. Và sau đó mọi người sẽ biết rằng Abi yêu Bun Bun. Và điều đó có thể gây rắc rối cho Bun Bun. Mình nên làm gì đây? Raga, Abi đã kết hôn với cô. Ý tôi là cô đã làm bẻ mặt Abi trên phương tiện truyền thông. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ? Cậu ấy rất là ghét cô. Sao cậu ta có thể kết hôn với cô? Abi và Aliya đã tranh cãi với tôi vì Bun Bun. Tôi không hiểu. Tôi đã rời Mumbai vài ngày và không ai nói với tôi bất cứ điều gì. Bây giờ tôi đã trở lại. Raga, chuyện gì đang xảy ra? Hãy nói cho tôi biết, tại sao cô kết hôn với Abi? Thật ra anh ấy sẽ không có thời gian để nói với anh đâu. Mọi thứ sẽ ra đột ngột. Bà của Abi rất thích tôi, nên bà ấy đã mang lời cầu hôn của Abi đến cho tôi.
đám cưới của chúng tôi đã được ấn định. Tôi không tin điều này. Không thể nào. Tôi biết Abi từ nhỏ, cậu ấy không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tanu là bạn gái của Abi. Tại sao cậu ấy cưới cô thay vì Tanu? Hãy quên đi. Sao cô có thể đồng ý kết hôn với cậu ta? Vậy còn Bun Bun thì sao? Đợi đã. Bun Bun. Phải chăng đây chính là kết quả của sự hiểu lầm giữa Bun Bun, Aliya và tôi? Aliya yêu cầu Abi làm việc này có phải không? Aliya ở đâu rồi? Còn Bun Bun nữa. Raga, hãy nói đi chứ. Tại sao cô im lặng? Ngay cả Abi cũng không nói cho tôi biết. Đúng là một giai điệu tuyệt vời. Tất nhiên rồi. Đôi uyên ương gặp nhau và mình đã bỏ lỡ nó. Bây giờ mình sắp xem được cuộc chiến. Mình muốn xem phản ứng đầu tiên của họ. Không sao, mình sẽ bằng lòng chứng kiến nỗi đau của Bura. Raga, hãy nói gì đi. Aliya đã lên kế hoạch này có phải không? Không ai lên kế hoạch này hết. Tại sao anh không hiểu chứ? Abi Sát và tôi tự nguyện kết hôn. Gia đình chúng tôi đã đồng ý với chuyện này. Mọi thứ chỉ có vậy thôi. Đừng cố gắng suy luận nữa. Bura làm ơn, bọn tôi đã kết hôn rồi. Đó là sự thật. Xin phép. Tôi đã chấp nhận nó. Sẽ tốt hơn nếu anh cũng như vậy. Tại sao cô lại mong đợi tôi chấp nhận chuyện này? Tôi sẽ tìm ra tại sao Abi kết hôn với cô. Bura làm ơn. Cậu không chúc phúc cho tôi sao? Nào, Bura. Cảm ơn đã đến đây, bạn của tôi. Để tôi giới thiệu vợ của tôi. Nào, hãy gặp người vợ xinh đẹp của tôi, Raga. Anh ấy là bạn thời thơ ấu của anh, Bura. Hai người đã biết nhau rồi. Dù tôi không biết điều đó. Người bạn tốt nhất và mãi mãi. Abi, tại sao? Nghe này. Abi, tôi không được khỏe. Tôi cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Tôi cần nghỉ ngơi. Được rồi, Bura. Tôi biết. Tôi biết rằng cậu sẽ cảm thấy hơi chóng mặt. Là do cô ấy. Cô ấy khiến mọi người mê mẩn. Cậu cần phải đi, có phải không? Cảm ơn vì đã đến. Cậu rất cần nghỉ ngơi đó. Thật sự. Em yêu, em đã làm tan nát trái tim bạn trai cũ của em đó. Thật tồi tệ. Em đã lừa dối anh ấy đến mức bây giờ anh ấy không thể đối mặt với người bạn thân của mình nữa. Thật ra tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta khi cậu ta nhìn thấy cô lần đầu tiên. Tôi đã bỏ lỡ nó rồi. Nhưng không sao. Cô đang ở đây. Bura và tôi cũng sẽ ở lại đây. Cô sẽ gặp cậu ấy thường xuyên. Việc này làm cho tôi thấy rất dễ chịu. Giờ thì cô đã lộ diện trước mặt Bura. Cậu ta phải hiểu rằng cô muốn tiền của cậu ta. Cậu ta nên hiểu rằng cậu ta đã phạm sai lầm khi từ chối Aliya vì cô. Cô biết đó. Trước đây tôi đã cảm thấy rất tồi tệ khi ngược đãi cô. Nhưng bây giờ tôi tận hưởng chính mình. Tôi rất thích điều đó. Aliya, con bé đâu rồi? Cô có nhìn thấy nó không? Tôi phải nói với con bé rất nhiều điều. Bura đã đến đây. Anh ta đã rất đau lòng. Và sức khỏe của anh ta xấu đi. Tôi nghĩ con bé rất hào hứng. Nhân tiện, em yêu, anh có thể quay lại sao được không? Em tự lo cho mình được chứ. Anh chắc chắn rằng em sẽ làm được. Mình không hiểu sao họ lại kết hôn. Bun Bun biết tất cả mọi thứ.
Vậy tại sao cô ấy? Mình nên hỏi cô ấy chuyện này đã xảy ra như thế nào. Thật mừng vì mình đã trở về. Nếu Bura nhìn thấy mình ở đó, mình sẽ gặp rắc rối. Anh ấy đang theo đuổi cuộc sống của mình. Mình không muốn nói chuyện với anh ta. Mình nên làm gì đây? Raga không nói với mình bất cứ điều gì, ngay cả Bun Bun cũng không nghe máy. Ta nghĩ chúng ta nên rời đi thôi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Bà có thể đến đây bất cứ khi nào bà muốn. Không, bà chưa thể đi. Bây giờ cả hai gia đình đều ở đây. Chúng ta phải chụp một bức ảnh. Một bức ảnh gia đình. Bà ơi, nhiếp ảnh gia đã đi rồi. Chúng ta phải đợi một ngày khác. Đây là một dịp rất hiếm. Chúng ta sẽ dùng điện thoại vậy. Ai sẽ chụp ảnh đây? Tanu. Dạ thưa bà, con sẽ giúp chúng ta chứ. Dạ tất nhiên rồi. Cô ấy là Tanu, là bạn của Abi. Đến gần một chút. Cái gì vậy? Tại sao đôi vợ chồng đứng cách xa nhau như vậy? Hãy đứng gần hơn đi. Abi, lại đây. Đứng cạnh Raga. Thôi nào Abi, cô ấy là vợ của anh, thoải mái đi. Thật ra anh nên đặt tay lên vai cô ấy. Nào. Cười lên. Không, một lần nữa. Con xin lỗi. Bức ảnh này không được đẹp lắm. Một lần nữa nha. Raga, chị tháo kính ra chứ. Anh sẽ làm điều đó. Abi, anh chỉ kiếm cớ để nhìn vào mắt Raga thôi. Anh có thể làm điều đó sao? Chúng ta chuẩn bị đi rồi. Cười lên. Một kiểu nữa ha. Không, đẹp rồi. Được rồi con yêu, chúng ta về đây. Chúc con luôn hạnh phúc. Mình đã có những gì mình muốn. Bây giờ mình sẽ luôn luôn hạnh phúc. Anh muốn nói chuyện gấp với em về chị gái Raga của em. Anh ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Anh ấy muốn nói chuyện với mình với lý do là Raga. Không đời nào. Bura, anh muốn gì? Anh không hiểu là tôi không muốn nói chuyện với anh sao? Tại sao sử dụng tên của chị gái tôi? Hãy nghe anh nói. Anh đã gặp chị gái của em tại chỗ của Abi. Anh đã rất sốc khi biết rằng cô ấy kết hôn với Abi. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều này là không thể. Anh im đi. Chúng ta đã cãi nhau.
Nhưng anh không thể kéo chị gái tôi vào chuyện này. Chị gái tôi đã kết hôn với người bạn thân nhất của anh. Nhưng anh không thể tìm thấy gì sai trong mối quan hệ của họ. Mọi người đều tán thành cuộc hôn nhân của họ, và chị ấy rất hạnh phúc. Hôm nay anh đã gặp chị gái của tôi rồi, nhưng đừng bao giờ gặp lại chị ấy trong tương lai nữa. Và đừng gọi cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi thứ đều không ổn. Dạ hôm nay. Bun Bun, sao em lại bỏ về? Vậy đi, chúng ta đã rất vui. Mọi người cùng nhau chụp ảnh gia đình nữa. Em biết đó, Abi đã nói đùa về Raga. Abi rất hài hước. Em biết Raga đang tìm em, nhưng em bị đau đầu nên quyết định về nhà sớm. Nhưng em nên ở lại đó chứ. Thật sự là rất vui. Bây giờ chị mệt rồi, chị đi thay đồ đây, được chứ? Raga đã hạnh phúc sau một thời gian dài, và mình không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa, cho nên mình sẽ phải giữ Bura tránh xa Raga. Anh ta thậm chí còn không để quần áo của mình ở đúng chỗ. Cô biết tôi sắp đi đâu. Tôi rất vui vì cô biết về Tanu và tôi. Bây giờ đừng làm nhục mình bằng cách đi theo tôi, hoặc bằng cách cố gắng ngăn cản tôi, phải không em yêu? Tôi không hề có ý định ngăn cản anh. Anh cứ đi đi, càng tránh xa tôi càng tốt. Cô muốn bên cạnh Bura có phải không? Cô đã không nói với tôi hai người đã nói gì với nhau. Cậu ta ngạc nhiên hay tức giận khi biết được sự thật? Cậu ta đã đi khỏi Mumbai chỉ trong vài ngày, và cô ném cậu ta ra khỏi cuộc sống của mình. Cô kết hôn với người bạn thân nhất của cậu ấy. Người đẹp, cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô có yêu Bura hay không? Cô vẫn còn yêu anh ấy, có phải không? Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Cô chính là kẻ nói dối. Cô không biết yêu ai, chỉ vì cô chỉ yêu tiền. Cô cưới tôi vì tôi nhiều tiền hơn Bura. Cô tưởng tôi không biết hả? Đáng buồn thay, tôi luôn biết được ý định thật sự của cô. Cô muốn có tiền, và tôi muốn dạy cho cô một bài học. Kể từ bây giờ, cô sẽ có những hình phạt dành cho mình. Cô hiểu không? Tốt hơn anh nên ra ngoài đi. Ở cùng phòng với anh chính là hình phạt đó chứ tôi. Nè, tôi biết tại sao cô muốn đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà này. Cô muốn gặp Bura sau lưng tôi. Tôi biết cô muốn cả hai, Bura và tiền của tôi. Nhưng thật đáng buồn, cô đã lầm rồi. Bởi vì cô sẽ không có gì hết. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ Tanu. Bura sẽ kết hôn với Aliya. Cô sẽ bị bỏ rơi. Biết tại sao Tanu để tôi lấy cô không? Bởi vì cô ấy biết tôi sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ như cô. Cô ấy nói đúng, vì anh không hiểu tình yêu. Tôi rất vui vì tôi không giống anh. Dù sao thì tôi cũng không còn tin vào tình yêu nữa. Vậy là rõ rồi, cô chỉ yêu tiền thôi. Tôi không hiểu làm thế nào mọi người chấp nhận được các bài hát của anh nữa. Tất cả mọi thứ ra làm tôi khó chịu. Để áo của tôi yên. Đừng quên rằng cô đang ở trong nhà của tôi đó. Đừng quên anh đang nói chuyện với vợ mình đó. Cô ở đây vì gia đình tôi coi cô là vợ tôi. Tôi chịu đựng anh vì lý do tương tự. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Cô sẽ hối tiếc đó. Tôi đã hối hận rồi. Hôn nhân là bước đầu tiên. Tôi sẽ nguyền rủa cuộc sống của cô mỗi ngày. Anh không nên lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với tôi. Nếu không, bạn gái của anh sẽ nghĩ rằng anh thật sự yêu tôi đó. Vậy nên tốt nhất anh đi ngay đi. Anh có thể chế nhạo tôi vào ngày mai. Tốt thôi. Nita, xếp những món quà và để chúng sang một bên đi. Thưa bà,
tôi có nên để chúng trong phòng Abby không? Không, đừng vào phòng thằng bé. Cả hai đều mệt rồi. Khi nào họ thức dậy thì cô hãy mang sang. Abby kìa. Cháu lại đi đâu? Cháu đi chơi với bạn. Ở đâu? Bà ơi, đây là một bữa tiệc gia đình. Bạn bè của cháu muốn một bữa tiệc khác, cho nên cháu sẽ ra ngoài. Cái đó thì đi lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ cháu nên ở cùng vợ của mình. Hãy đến chỗ của Raga. Cháu nên cố gắng xây đắp tình cảm của mình đi chứ. Bà ơi, nói chuyện sao nha. Nhưng cháu không thể đối xử với bạn bè của mình. Cháu đã kết hôn ngày hôm qua. Cháu nên quan tâm đến vợ của mình chứ không phải là bạn bè. Hãy đến chỗ Raga đi và hủy bữa tiệc. Nếu cháu không nói chuyện với con bé, làm sao cháu hiểu được con bé chứ? Bà ơi, cháu hiểu cô ấy rất rõ. Không cháu trai, có khi cả đời cũng không đủ để hiểu một người. Vì vậy hai đứa cần ở bên nhau nhiều hơn, càng tốt cho hai đứa. Đi nào, ta sẽ đưa cháu về phòng của mình. Đi. Đừng đối xử với cháu như một đứa con nít chứ. Bà không mong chờ gì hơn. Được rồi, cháu vào ngay đây. Chắc chứ, tất nhiên rồi. Chỉ là cháu muốn uống nước. Cháu vào đây. Anh quay lại làm gì? Nếu tôi không cãi nhau với cô, tôi có thể ra ngoài rồi. Đêm nay tôi bị bắt ở lại. Anh đang làm gì vậy? Tại sao cô giả vờ ngây thơ chứ? Anh không thể. Đây là cách tôi ngủ. Nếu cô có bất kỳ vấn đề nào, cô có thể ra ngoài. Còn nữa, đừng làm ồn, nếu không bà sẽ trả cô về nhà đó. Bà là người đã bắt tôi trở lại đây. Cô thật may mắn. Làm sao mình có thể rời đi trong khi bà đang ở đây? Mình không thể vào. Vậy mình nên làm gì?
Nè, bình tĩnh đi. Tôi có thể cưới cô, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Đừng có chạm vào tôi. Tôi không hề muốn chạm vào anh. Tôi đến lấy gối, đó chính là cái yêu thích của tôi. Tôi không thể ngủ nếu thiếu nó. Cảm ơn anh, bây giờ tôi sẽ dùng nó để ngủ. Đừng có ném nó. Đây là cái gối yêu thích của tôi. Tôi sẽ ném cô ra ngoài đó. Tôi sẽ ngủ ở ban công. Cứ tự nhiên. Đêm tân hôn của chị như thế nào? Tại sao chị lại đỏ mặt? Em chắc chắn rằng Abby đã tặng chị một món quà. Anh ấy đã hát cho chị nghe những bài hát thật lãng mạn. Bây giờ cô ở đây, trong khi tôi sẽ ra ngoài với bạn gái. Đó là hình phạt dành cho cô hiểu không? Mình tự hỏi cô ta đã phun những gì. Nó không thể là nước hoa. Mình chắc chắn rằng cô ta không có thích nước hoa. Vậy tại sao mình bị dị ứng? Người phụ nữ đó phải chịu trách nhiệm. Đó không phải là dị ứng mà là cảm lạnh. Ai bảo anh chiếm phần của người khác? Ý cô là sao? Nè, đừng có giảng đạo cho tôi. Tôi chỉ đang cố gắng cho anh một số lời khuyên thôi. Loại bỏ thói quen xấu, cuộc sống của anh sẽ được cải thiện. Đừng chạm vào tủ lạnh của tôi. Cô không cần phải làm điều gì hết, cô hiểu không? Tôi đang làm điều này cho bản thân mình. Tôi không thể ngủ nếu anh cứ liên tục hắt hơi. Tôi sẽ làm cho cô không ngủ được. Bây giờ cuộc sống của cô. Giờ tôi đang sống trong cuộc sống của cô rồi. Uống nước ấm đi. Đừng có nhìn chằm chằm tôi. Uống đi. Nước ấm cũng kinh khủng như cô vậy. Nếu anh không uống, anh sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng này. Anh không còn hắt hơi nữa, có phải không? Thay vì để cô giúp tôi, tại sao anh nói nhiều như vậy? Mặc đồ vào trước khi đi ngủ. Hoặc thức dậy anh sẽ bị cảm đó. Tôi sẽ tự lấy nước ấm cho mình. Cô không cần phải làm tôi sợ lần nào nữa. Chào buổi sáng. Điện thoại của anh. Ai gọi vậy? Em không biết. Chắc là ai đó trong gia đình anh. Anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Anh rất vui vì em đang ở đây. Em biết đó. Người phụ nữ xấu xí đó đã cho anh uống nước ấm tối qua. Nó có gì đắng? Chỉ vì cô ta chạm vào nó. Anh thậm chí không cảm thấy ớn. Anh tự hỏi tại sao anh lại cưới người phụ nữ đó. Anh rất ghét cô ta. Đừng lo. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ em đang ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Dậy đi. Có chuyện gì vậy? Anh dậy đi. Nhanh lên. Cô, còn ai nữa chứ? Anh gặp ác mộng à? Còn tệ hơn cả một cơn ác mộng. Tôi mới là người cảm thấy tệ hại. Điện thoại của anh đang reo, thật khó chịu. Hãy trả lời đi. Em yêu. Anh đang ở đâu vậy? Tại sao không trả lời cuộc gọi của em?
Em cũng đã gọi vào máy bàn nhưng không ai trả lời hết. Anh đang ở cùng vợ sao? Anh không bất hạnh như vậy. Cô ta cố tán tỉnh anh nhưng anh không đáp lại. Cô ta đã ngủ ngoài ban công rồi. Quên cô ta đi em yêu. Anh sẽ đến gặp em sao? Được rồi, tôi sẽ nói với cô sao? Abi, em sẽ phải đi Úc. Có buổi lễ triệu tập cho khóa học quản lý em đã tham gia. Họ nói rằng em phải đích thân đến đó, cho nên em phải đi. Còn Bura và người phụ nữ đó, em biết em rất xin lỗi. Em muốn kết thúc chuyện tình của Raga và Bura, nhưng bây giờ em phải đi rồi. Anh hãy quan tâm một thứ thôi, cô ta rất xảo quyệt. Hãy tránh xa người phụ nữ đó. Em chắc chắn rằng cô ta đang giở trò với anh. Nhưng anh đừng lo, em sẽ quay lại sớm thôi. Alia, cho dù cô ta có cố gắng tán tỉnh anh cũng sẽ không chú ý đến cô ta. Cô ta sẽ luôn là người phụ nữ xấu xí đối với anh. Cô ta đã tách anh khỏi bạn của anh và em khỏi người yêu của em. Anh sẽ luôn ghét cô ta. Raga, khi nào con thực hiện nghi lễ sau đám cưới vậy? Khi nào con về nhà? Mình đi đến đó như thế nào đây? Cho dù mình có cố gắng che giấu cảm xúc của mình thì mẹ cũng nghĩ rằng mình không hạnh phúc khi ở đây. Con có đang nghe không Raga? Mẹ à, thật ra hôm nay Abhishek đang bận, chúng con không thể đến ngày hôm nay. Sao con có thể nói như vậy? Đây là một nghi lễ, chúng ta phải thực hiện nó. Sweetie và Kabi cũng sẽ đến. Mẹ sẽ nói gì với họ đây? Chúng con sẽ đến thực hiện nghi lễ sao? Nhưng hôm nay Abi đã có việc gấp. Raga sẽ ở đó. Không có gì quan trọng hơn nghi lễ này. Xin đừng lo lắng. Cả hai đứa Abi và Raga cũng sẽ đến đó. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Tất nhiên rồi. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị. Tạm biệt. Hãy đi và chuẩn bị đi con. Robin, Robin, dân thưa ngài, cậu đã làm gì? Tôi đang nghe bài hát mới của ngài, nó thật tuyệt. Rồi không sao đâu. Cậu biết rằng tôi uống cà phê sau khi tập thể dục, cà phê đâu? Thưa ngài, hôm nay bà Raga đã pha cà phê cho ngài. Tôi hiểu rồi. Cậu có thể đi. Để cô ta lấy cà phê. Mình sẽ dạy cho cô ta một bài học. Không phải cà phê hơi lạ hay sao? Ý con là gì? Ý con là bà đã cho thêm bột quế vào cà phê. Đây là cà phê đặc biệt của Abi. Thằng bé rất thích cà phê của mình như thế này. Con nên học cách làm nó. Dẫu sao thì bây giờ con cũng sẽ phải chăm sóc Abi mà. Của con đây. Nào, đi đi. Cà phê này có vị kinh tởm và kinh khủng. Cô đã bao giờ pha cà phê chưa? Tôi mua cà phê trên phố còn ngon hơn cô. Tại sao bà không pha cà phê chứ? Vị cà phê kinh tởm và kinh khủng sao? Con đã luôn thích cà phê của con như thế này, và bà đã làm nó cho con.
bà làm sao? Nó có gì khác hay sao? Tất nhiên rồi bà. Con luôn thích cà phê bà làm cho con. Bây giờ đột nhiên con lại không thích. Không sao đâu bà. Tất nhiên con biết là bà đã làm nó. Nó có gì rất ngon. Ai pha cà phê không quan trọng. Tại sao con lại nói chuyện với Raga một cách thô lỗ như vậy? Bà ơi, bọn con là vợ chồng. Chỉ là chúng con trêu chọc nhau thôi. Vậy con đã trêu chọc Raga vào sáng sớm. Con không cố ý khen ngợi cô ấy. Bà biết tại sao không? Con muốn cô ấy pha cà phê ngon hơn. Con chắc chắn rằng cô ấy sẽ đánh bại bà trong việc pha cà phê. Con đang cố lừa bà sao? Thi thoảng con có thể thử làm như vậy. Sao? Con chỉ đùa thôi mà. Cô không thấy buồn cười sao? Bà đang mắng anh chị em đó. Xin lỗi bà, con sẽ không nói như vậy nữa. Bà có thể tha thứ cho con, nhưng con phải làm gì đó để nhận được sự tha thứ. Hãy nói cho con biết đi. Con sẽ phải đến nhà Raga và thực hiện nghi lễ sau đám cưới. Một nghi thức khác. Chúng ta đã có quá nhiều nghi thức rồi. Nếu con không đi với con bé, bà sẽ không tha thứ cho con. Và bà sẽ không pha cà phê cho con nữa. Thậm chí không nói chuyện cho con. Được rồi, con chịu bà đó. Con sẽ chịu sự tra tấn này chị bà. Con nói sao? Sao con có thể nói như vậy? Khi nào con phải chết? Sao? Ý là khi nào con phải làm điều đó. Con nên hỏi khi nào con phải đi. Cũng giống nhau thôi. Khi nào con đi? Ngay bây giờ. Bây giờ? Xuống đây đi. Sanjay, tại sao có rất nhiều người tụ tập ở đây vậy? Anh không biết sao? Raga sẽ đến thực hiện nghi lễ sau đám cưới. Và Abi cũng sẽ tới. Tôi hiểu rồi. Vậy là mọi người tập trung ở đây để nhìn thấy anh ta sao? Tại sao mọi người lại tụ tập ở đây? Chắc là mua bán gì đó. Hoặc là xin chữ ký của cô. Raga thật may mắn. Con bé đã kết hôn với Abi. Đúng vậy, gia đình chồng của cô ấy là những người giàu có. Cô có nghe thấy không? Đứng cạnh tôi có thể thay đổi số mệnh của con người. Mọi người ở đây đều nói rằng cô rất may mắn. Chào Raga. Chào anh. Tôi rất vui khi thấy anh ở đây. Mọi người đều vui vì tôi ở đây. Tất cả mọi người dường như đang ăn mừng. Không phải đâu. Nhiều người trong số họ đến đây để gặp Raga. Mọi người trong khu phố này đều yêu mến cô ấy. Anh không biết sao, anh thật may mắn khi có một người vợ như Raga. Nếu tôi cho họ chữ ký, họ sẽ xé quần áo của tôi. Nên vào nhà thôi. Gì à? Raga và Abi đang ở đây. Bun Bun, ra ngoài đi. Xin chào Abi Sách. Con có khỏe không? Con ổn. Cậu là Kabi, là cậu của Raga. Chú đã lo phần ăn uống trong đám cưới. Còn tôi là mợ của Raga, Sweetie. Em là Binny, em họ của Raga. Còn em là Rit. Em đến nhà anh với Raga. Em đã đến phòng của anh và thấy cái đàn guitar của anh nữa. Abi, anh trông rất dễ thương. Cảm ơn em. Abi, chào mừng anh đến nhà của chúng em. Ý em là nhà của anh nữa. Em muốn anh gặp bạn bè của em, được không? Dừng lại đi con yêu. Cho ta gặp anh ấy trước.
ta về đây thẳng từ bệnh viện chỉ để gặp anh ấy thôi. Tại sao không nói gì, Abi? Hãy nói gì đi chứ. Con không để cho anh ấy nói. Gì à? Anh ấy ở với vợ sẽ cảm thấy tốt hơn khi Raga tiến lên đó. Raga, vào đi. Tại sao con đứng đó? Vào trong đi. Ngồi đây cạnh Abi. Vào đi. Movie, quay quảng hướng này đi. Hôm nay chúng em sẽ đối xử với anh thật tốt để anh có thể đến đây mỗi ngày. Con muốn gì? Cà phê, trà hay đồ uống lạnh? Mẹ à, Abi sẽ không có tất cả những thứ đó. Anh ấy sẽ uống cà phê lạnh mà con pha, có phải không? Là anh sao? Mời vào. Sao vợ của anh không tới? Cô ấy có một số công việc nên tôi đến đây đi gặp Abi. Cô đã không mời chúng tôi đến đám cưới. Tôi đã mời rồi, nhưng anh... Cô đã mời chúng tôi, nhưng cô không nói rằng Raga sẽ kết hôn với Abi. Chú là chú của Raga. Xin chào. Chú không có ngày nghỉ. Chú đã phải xin nghỉ ốm. Chú đã bỏ công việc của mình chỉ để gặp con thôi. Mọi người đều khen ngợi con. Toàn bộ gia đình chú là fan hâm mộ của con. Chú phải đến vội vàng, nếu không chú đã mang họ đến rồi. Thật sao? Thật là một gia đình nhỏ. Con nghĩ rằng con sẽ cho chú một cái gì đó. Chỉ dành cho chú thôi. Chú sẽ không rửa bàn tay này đâu. Chú không muốn điều này bị cuốn trôi. Abi, con nên ngồi đi. Con chưa uống gì hết. Nào Chanky, hãy vào bếp cùng tôi. Mình nên làm gì đây? Raga không nói với mình bất cứ điều gì. Và Bun Bun thì không nghe mình. Mình nên hỏi tại sao Abi và Raga kết hôn. Mình nghĩ mình nên đến nhà cô ấy. Bun Bun chỉ nói chuyện với mình nếu mình gặp cô ấy trực tiếp. Mẹ ơi, bà đâu rồi? Bà ấy đã đi dự tiệc tại Guruwara rồi. Bà ấy sẽ quay về sớm thôi. Chị không ăn cái này. Làm ơn, con đã ăn rồi. Hãy ăn một chút đi. Con trai, thử đi. Cái này đặc biệt cho con đó. Con đang làm gì vậy Bun Bun? Đừng ép thằng bé ăn nhiều như vậy. Thằng bé là một ngôi sao nhạc rock, không phải là một đô vật. Cảm ơn mẹ. Nếu con ăn nhiều hơn, dạ dày của con sẽ nổ tung mất. Abi, còn món tráng miệng nữa. Lẹ lên Buvi. Không Abi, con có thể ăn nó sao? Cứ để vậy đi. Abi, anh để mọi người bón cho anh rồi. Bây giờ đến lượt em. Ăn đi. Hãy để nó trên bàn đi. Nếu anh không ăn nó, em sẽ không nói chuyện với anh đâu. Làm như tôi muốn nói chuyện với cô lắm. Nhà vệ sinh ở đâu? Mẹ sẽ chỉ đường cho con. Đi hướng này có phải không? Bun Bun lại để tạp chí ở đây. Cậu là ai? Gì à? Tôi đã gặp cậu rồi. Gặp cậu tại bữa tiệc của Abhishek và Raga có phải không? Cậu có phải là bạn của Abhishek không? Dạ đúng. Ngồi đây, ta sẽ gọi thằng bé. Bà ấy sẽ gọi cho ai? Bun Bun, để đó mẹ làm cho. Bạn của Abhishek đang ở đây. Chắc là cậu ấy phải đi cùng họ đó. Hãy đi thông báo cho Abi đi. Và hỏi xem anh ta có uống trà không. Buddha. Ồ chúa ơi, anh ta làm gì ở đây? Nếu ai đó nhìn thấy anh ta thì sao? Không. Mình nên làm gì bây giờ?
Đúng rồi, mình sẽ đi vào. Raya, có chuyện gì? Abi đâu? Đang trong nhà vệ sinh. Em đang gặp rắc rối lớn. Chuyện gì? Bura đang ở đây. Bura đang ngồi ngoài sảnh đó. Nếu Abi xác nhận ra rằng Bura đến đây để gặp Bunbun và Bura yêu Bunbun thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Lúc đó anh ta sẽ cố làm hại Bunbun. Không, mình sẽ không để họ gặp nhau.